Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đến với chân được mình. Thì hôm nay mình chọn nhau tiếp tục với cả Stick Galaxy. Thì trước cái video dạo này còn lại xí nha. Đây, bạn ơi, đây. Hiếp boy. Các bạn đã thấy cái gì chưa? Hôm nay sẽ đấu với cả bọn kiếm quỷ kiếm. What the hell? Đây, để tôi xem nào. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Tức là 5 x 4 bằng 20 con. Bây giờ ở đây có 20 con nhá. Mình sẽ cho nó đấu với tất cả con kiếm xem nó như thế nào bạn nhá, để xem liệu đâu mình có thể đánh bại được ở Blood Sword bạn ơi. Ok chưa, đầu tiên sẽ là kiếm mặc định 20 con đúng không? Ok chưa, một đây này, đây 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 20 con kiếm mặc định đấy. Kiếm mặc định biết Blood kiếm á đù, vì nó thêm một con nữa thì mình sẽ thêm một con nữa bạn ơi. Ok chưa. Đấy, tất nhiên mình cũng sẽ vẫn máu vì đánh nhau với nó rồi. Ok chưa. 20 kiếm vs 20 kiếm mặc định vs kiếm kiếm quỷ kiếm anh em ơi. Ok chưa. Xem ăn được không có nhớ. Đây là số lượng quân bằng nhau, giờ chỉ có chất lượng của kiếm thôi anh em ạ. Đấy. Chất lượng kiếm, chất lượng kiếm. Ui 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 giời ơi. Skin mặc định không bao giờ có cửa để mà ăn được em ạ. Ui giời ơi. Ok, tiếp theo sẽ là 20 con kiếm lá bạn ơi. Ok chưa. Rồi, kiếm lá vs quỷ kiếm để xem ai mới người chiến thắng đây bạn ơi. Ok chưa. Kiếm lá vs quỷ kiếm. Đùm 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 đùm. Mày solo, mày solo kill, mày solo kill. Mày solo kill à? Mày solo kill. Ui giời ơi. Không có đủ đẳng cấp anh em ạ. Ok, tiếp theo sẽ là 20 kiếm băng bạn ơi. Như vậy là kiếm lá đã thất bại rồi, kiếm mặc định cũng đã thất bại rồi. Tiếp theo sẽ là kiếm băng bạn ơi. Kiếm băng vs gọi là quỷ kiếm. Đấm 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 đấm. Mày nhờn. Úi giời, băng có khả năng làm chậm nên là khả năng là đánh giá, mình nghĩ là đánh giá khá là cao đấy. Nhưng mà mình đánh giá khá là cao, nhưng mà về nội tại sức mạnh cơ bản thì nó không thể nào mạnh được bằng bằng kỳ kiếm này rồi em ạ. Ôi trời ơi, thất bại rồi. Tiếp theo sẽ là skin hoang dại của nhá. Hai con kiếm hoang dại để xem liệu có thể win được ấy không đây. Ôi nhưng mà cho hơi quá này bạn ơi, cho thừa hai con kìa, cho thừa ba con luôn anh em ạ. Thôi kệ đi, kệ đi anh em ơi, để xem hoang dại có win được không đã. Đấy, đây mình cho thừa ba con luôn nhá. Đây mình không may mình cho thừa ba con cái, nhưng cứ để xem có win được không đã. Được chưa, hay là thiếu một con nhỉ. Từ từ để xem có win được không đã nhá. Ui giời, cũng không win được đâu con ạ. Không phải thừa ba con mà thiếu một con ơi. Thiếu một con nhưng mà cũng không cần được gì con ạ. Tiếp theo đây chiếc skin được đánh giá rất là cao. Đấy, ngon bổ rẻ, người đánh giá ngon bổ rẻ đó chính là lava quả nhá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tính chắc là đủ 5 hàng, 1 hàng này, 2 hàng này, 3 hàng này, 4 hàng này, 5 hàng, đủ 5 hàng này quân ơi. 20 kiếm lửa vs quỷ kiếm. Oh my god. Liệu kiếm lửa có win không đây quân ơi? Đùm 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 đùm. Mày solo với kiếm lửa mày. Mày solo với kiếm lửa mày. Solo mày. Solo kiếm ui. Kể ra trong lần này kiếm lửa thua kiếm băng đi em ạ. Ây da. Tiếp theo sẽ là skin Anades quận ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Căn bản là cái skin lava ấy, nó mục đích là nó kiểu cho mấy con trâu lên tanh 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 để cho gọi là phản đam thôi, chứ còn thực sự về cho bọn kiếm này đánh thì nó hơi phế anh em ạ. Đấy là tiếp theo là Undead này thì khá hợp với bọn kiếm này. Đấy, mới ngay từ đầu bọn kiếm nó đã yếu yếu rồi nên là khi heo nó thêm một con zombie nữa là hợp lý con ơi. Đấy, nhưng mà chỉ sợ là zombie chưa kịp đánh thì bọn kiếm nó xiên cho mấy phát là đi cú hết bọn zombie anh em ạ. Đúng thật anh em ạ, vô dụng luôn, vô tác dụng luôn, chưa kịp làm gì bọn này nó xin hẹo hết con zombie rồi, zombie còn chưa kịp đánh phát nào luôn. Tiếp theo sẽ là skin năng lượng mặt trời. Ok chưa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đấy, ok chưa? 20 con kiếm sĩ năng lượng mặt trời. Riêng con này sẽ đặc quyền cho đến là mình sẽ được điều khiển một trong các con này cũng nên, bởi vì là căn bản là nếu như mình không điều khiển thì nó sẽ chả khác gì một cái kiếm bình thường cả. Đấy. Đây là chúng ta sẽ điều khiển. Hey, mình sẽ làm quả nhất dương chỉ. Hey. Ơ đánh đánh đánh. Mày. 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 Mày solo. Mày solo. Mày solo. Ôi trời ơi. Cũng không làm được gì cơ bạn à. Ai da. Ồ tí là skin đắt nhất bạn ơi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Skin ma cà rồng gọi là hút máu. Con kia chỉ có đam to rồi, chứ còn hút máu thì không có đâu. Lên! Đùm 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 mà chuẩn bị đối đầu kẻ có khả năng hút máu rồi. Lên! Zolo! Zolo! Zolo, mày chơi. Mày chơi. Mày chơi. Ui. Méo được anh em à. Cho tới hiện tại thì skin kiếm băng chứ là skin kiếm gọi là hiện tại đang là ổn nhất của nơi. Đấy. Nhưng mà tiếp theo thì mình sẽ chơi triệu hồi quả nhá. Ok. Tiếp theo đây chính là 20 con stick bia của nơi này, những con rất là to, to phải gọi là gấp 3 con này, không to gấp 3 gấp 4 con này anh em ơi. Liệu phải đối đầu với kẻ thù to gấp 3 gấp 4 mình nhưng bằng số lượng thì có ăn được không? Ồ không, hơn một con bạn ơi. Ok chưa. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Không ăn được rồi. Không có cửa thì solo với bọn này con ạ. À. Ôi giời ơi, bọn này quá khỏe mà. Không 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 có cửa, không có đủ đẳng cấp con ạ. À. Tiếp theo sẽ là Senphone bạn ơi, Senphone nha. Senphone rất là lực nha anh em. Ok, về mình khá thích cái này. Nên mình sẽ cho hai bên đẩy lên cùng một lúc xem thế nào. Tốc độ lên. Mà 5 phút gì lâu vào à. Ok chưa. Hồi máu này. Ok, từ từ anh em mình tính mình sẽ tăng tốc độ lên các bạn nhá. Ok các bạn ơi, ok. Mình sẽ tạm thời hồi full máu cho bọn này đã. Ok chưa. 6 5 4 3 2 1 siêu. Ok. Trận chiến xảy ra rồi. Nào, Senphone vs Blood. Blood Squad nữa này. Ui rồi. Ui giời ơi. Không có tuổi quan ơi. Lúc đó em nghĩ té là ngầu. Ôi ơi, không có tuổi quan ơi. Ok. Tiếp theo sẽ là Baron. Nó là bố của con kiếm máu luôn. To phải nói là gấp đôi anh em ạ. À, không không chắc là 1,5 thôi anh em ơi, không được gấp đôi đâu. À, mình phép thế. Không chắc cũng phải được gấp đôi chứ nhỉ. Ừ, chắc phải được gấp đôi chứ. À, không sao, xem bố của Baron qua được Baron không ạ. À? À nhờ bố của kiếm máu qua được không con ơi. Ui giời, đúng là bố kiếm máu khác. Mà vừa hấp thụ được khả năng của skin lại vừa vừa có sức mạnh nội tại ngay từ đầu anh em ơi. Giời ơi. Ok. Ok. Tiếp theo sẽ là phun kiếm. Đấy, xem phun kiếm có ăn được bọn 20 con Blood Blade không con ơi. Gọi là Blood tức là máu, Blade chắc là kiếm hoặc là đao gì đấy. Đao máu, kiếm máu gì gì đấy anh em ơi. Không sao, mình hay gọi là kiếm hơn. Nhưng liệu quan 20 con không? Ngày này vẫn chưa biết cái nơi phun kiếm mà không có số lượng ơi. Nhưng tất cả những con gánh chỉ còn là Stick Bear với cả Senphone anh em ơi, với cả con Baron thôi. Đây là những con gánh duy nhất của cái đội hình này anh em ơi. Ôi rồi, ôi rồi. Win rồi. Let's go. Easy win luôn đây. Ok chưa? Thực ra ấy, chưa đủ thời lượng nên là mình sẽ chơi trò này. Đây mình sẽ chết 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 chết. Mình sẽ cho full full mấy con này. Trừ trừ mấy con triệu hồi ra. Đấy. Thêm con này nữa. Đấy chưa? Tiếp theo sẽ là con này. Trừ mấy con triệu hồi ra các bạn nhá. Đấy và cả mấy con làm choáng, mình chờ đúng một con làm choáng thôi. Đấy. Để xem liệu quan được không bạn nhá. À, để xem liệu đội quân này quan được không nào. Ok. Thực ra cái này test test thôi, chỉ cần để cho nó đủ chỉ tiêu, đủ thời lượng bạn ơi. Đấy. Nào 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 mày.
mày chơi ui, nó chấm mấy hit là đi bụi hết luôn đi. Bọn kiếm kiếm này mạnh lắm anh em ơi, kìa nó chấm chéo con dao vàng kìa, ui chấm như chấm chuối luôn. Ui cung vạn ui rồi ôi, chịu rồi, thế này thì chịu rồi. Ui nó chấm nhỉ, ui 30 đam anh em nhớ, trong khi bọn kiếm mình chấm khoảng chỉ có 15 đến 20 đam, 25 đam cùng. Rất là mạnh rồi mọi người. Ok mọi người, nhưng mà thôi chắc clip bên đây là kết thúc như các bạn. Đấy, cho mình like, share ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.